là khán thơ nghiêng nghiêng nét chữ cô em học trò. Này là bàn chơi mẹ ra từ tay gói gói cho con. Này là áo len bao nhiêu đêm thâu em gọi em đây. Này em gửi ra tới chiến trường mang chúng tình hào phương thương mẹ. Gọi đọc lá thư đơn sơ tha thiết quan trường học trò, nhưng gặp bánh trước mà lòng chợt thương mẹ già xa xôi. Mặc vào áo len sao như tôi nghe trong hồn chơi vơi. Xuân đang về trên khắp đất trời, nhưng tất cả xuân là ở đây. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đẹp đứng đường nào an đêm vây lên. Và cảm ơn ai khi xuân về vui thật là vui. Không quên người dương gió phương trời, áo yên gần tình đi muôn nơi. Thật nhiều mến thương tâm tư ta tiếc, tôi xin gửi gửi mẹ kính yêu qua lời cho con chúc mừng năm nay. Và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đài xuân hồng ngày mai. Tôi xin cảm ơn liên thương nồng ấm đến với linh. Và cảm ơn ai khi xuân về vui thật là vui. Không quên người thương gió phương trời, áo em gài tình đi muôn nơi. Mến thương tâm tư tha thiết, tôi xin gửi về gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc năm nay. Và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đợi xuân hồng ngày mai. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón